Ok, hôm nay anh em, hôm nay dành thủ nghỉ trưa nên cũng tìm một game để chơi. Hôm qua thì tôi lướt đi mà Facebook thì cũng tìm thấy con game này. Game tên là Chantix Gamer, game của thanh niên Việt Nam. Làm trong vòng liên tục 1 năm luôn, tự làm hầu hết tất cả mọi thứ. Đây là cái thẻ tắp của con game. Thể loại 2D bắn súng và trong cái phạm vi bắn súng và hoạt hình giữa tay Google Live nè, tàu vũ trụ nâng cấp nè. Thì có cái luôn luôn mà cái link tem phép ở đây. Thì vẫn chưa thấy cái demo trên mà cái link này. Tôi không biết cái tem phép này được lập người nào nữa. Nhưng mà thấy mấy cái update này thì mới 1-4 ngày trước thì chắc độ mới bắt đầu đầu tư gần đây thôi. Cập nhật 9 giờ trước nè. Thì đây một số cái báo lỗi Unity gấp. Download này có phiên bản 77MB dành cho Windows. Cũng có phiên bản chạy trực tiếp trên web luôn. Tôi nghĩ là chắc vui bằng Unity thôi. Trang này mới lập về ngày trước thôi, ngày 12 tháng 8. Thì cũng khoảng tháng trước rồi. Hôm nay nè. Hơi ít follow nha, cố gắng mà cái tin truyền thông lên. Truyền thông hôm qua tôi đọc thì chỉ thấy dẫn link đến trang SEO thôi, chưa thấy dẫn link trực tiếp tiếp đến trang tem phép này luôn. Thì hy vọng mà có thể sớm update cái bản demo trên trang tem phép. Tại vì càng sớm càng tốt, nó sẽ kéo cho mình cái lượt traffic follow vô cái mà team phép của mình rất là nhiều. Ừ, cố gắng đẩy lên. Còn game tôi thì cũng là thuộc dạng của bắp rồi nên không có đưa lên. Ngoài ra cái trang SEO nên để cái tên game trực tiếp vô đây nữa, tại vì nó dẫn link rất là ít thôi. Như cái này chỉ sâu mới vô là game game mà chạy, thậm chí kéo từ đầu đến cuối vẫn không thấy cái tên game luôn. Tốt nhất là nên để cái tên game vào một cái logo nào đó, thì hoặc là viết thẳng cái tên game vô cái logo luôn cũng được nữa, thêm cái mà uy tín của nhà phát hành mình đó. Để đưa vô lại trang tem phép này, tác giả là Kunchat. Thì không biết game này có tiếng Việt không, hiện tại là chỉ có mới có mỗi tiếng Anh thôi. Những hình ảnh này là vẽ tay là chính là nha, thậm chí mấy icon trong game nè anh em nhìn nè, thấy hai cái này nó giống nhau không, là nó đó. Thanh niên này vẽ tay rất là đẹp luôn, mấy cái máy móc kỹ thuật rất là ấn tượng. Tôi thì chỉ dùng áp xét trên mạng thôi. Đây là hai cái deplot chưa có thống nhất về tên cho lắm, thì tôi chắc chơi thử trên cái bản trên trình duyệt cho nó chạy, bấm vô cái load game nhanh không. Đây quét được vui bằng Unity quét game ghi. Thì gần đây Unity cũng có phốt một cái vụ là bắt đầu thu phí tất cả các thành viên đó, theo cái lượt cài đặt. Tức là anh em mỗi cái bản cài đặt anh em sẽ trả phí cho Unity từ 0.01 đô đến 0.2 đô, một con số rất là cao luôn. Bởi vậy nên cái tình trạng mà mấy cái game miễn phí trong tương lai á, nhất là mấy game gacha hay là mấy cái game mà doanh số thấp miễn phí á, ảnh hưởng rất là nhiều. Cái lịch này thông báo Unity bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, nên đến thời điểm đó thì rất nhiều cái nhà phát hành game cái đó lên tiếng phản đối, cũng như các lập trình indie thì họ cũng không đồng ý nữa. Đây cũng là quay dạng game đây. Thì không biết cái trình duyệt Core ROM nó có hỗ trợ được 144 fps không? Bật tắt lại ghi xin lần nữa. Đây hiện tại thì cái bay là dạng như một cái khu mà trạm căn cứ để mình xây dựng nâng cấp cái tài nguyên đó. Thì tôi nghĩ cái bay này đã khu nâng cấp đó trước khi bắt đầu game. Nhưng mà trong cái bản này, demo này thì chưa có. Còn option cũng chưa luôn. Nên hiện tại chúng ta như thế bắt đầu chơi thôi. Đây cũng là đầu tư rất nhiều nha. Discord nè, Facebook, YouTube đầy đủ hết. Phần âm thanh cho ta, tôi không nghe tiếng. Ê Phan, di chuyển sao vậy? Không có âm thanh, cũng không biết di chuyển sao luôn. Quay một rồi, quay một đến rồi. Nó đâu yêu cầu cái quyền gì đâu ta, chắc là chưa có làm bằng appset audio. Đây để tôi tải cái bản download gì luôn đi.
Rồi anh em đợi tí. Trong thời gian thải tôi dừng tí. Ok, tôi đã tải game về rồi đây. Giờ để tôi vô thử rồi. Đây là phiên bản chạy trên Windows. Nó đây. À, con tàu nó tự động chạy, mình chỉ điều hướng thôi. Đây là cái module để mình nâng cấp. Đây là cái chỉ số của mình. Máu siêu nhiệt. Nhiệt là sao ta? Giống như là cái chỉ số nguyên liệu hay là năng lượng kia. Thì rất có thể mình xài cái skill hay là các kỹ năng gì đó, hoặc là mình lắp ráp mấy cái module nó sẽ ảnh hưởng chỉ số nhiệt. Thì cái này nó captain lên càng cao càng tốt. Mình đang hiện tại ở cái hành tinh Orion này, năng lượng là 70. Trọng lực hỗ trợ. Không hiểu cho lắp mấy cái này. Không di chuyển được đâu. Mình phải tất nhiên là phải bay đây để lấy nè. Sẽ đấm mình như con vậy nữa. Giật liên tục luôn. Đây. Chúng ta có bốn cái nâng cấp đầu tiên. Không biết cái gì cả. Tài nguyên của mình đang có 160 à. Cái 169 này không đủ mua à. Mua thử cái này à. Có giới hạn lắp ráp gì không? Phòng chữ hơi khó nhìn nha. Nhất là nó nhỏ nữa đó. Khi ghê vô là nó quá nhỏ mà. Như thế này rất là khó đọc luôn. Nhấn E. Nhấn E rồi. Bây giờ nhấn vui. Kéo thả vô đây. Không được. Màu đỏ là sao? Nè mình có cái này nè. Nó kêu nhấn E vào đây là sao ta? Nhấn E thì nó vô cái này giống phải là pitch module. Sao mà giật hình liên tục vậy nè? Hình như là bị trúng đòn là nó rung cái màn hình đó. Nhưng mà làm thế này thì thôi. Hơi bị sai rồi. Giật điên cuồng luôn. Tôi không theo dõi được cái gì. Vậy là thôi đó. New game thì chưa có. Nên mình phải ra là cái main menu giờ chạy. Là tự động. Mình phải liên tục giữ cái nút đúp tàu nó mới di chuyển. À sao phải dùng chuột phải kéo gắn vô mới được. Này nó có cái chấm gì đây, là dạng như đánh quái nó rớt ra có nhiên liệu chứ. Đây chắc là dùng bo. Bây giờ mình có thể nâng cấp. Tự nhiên là cái bự nhất rồi. Cái này thì chuột trái kéo vô mà hồi nãy ở đây thì lại chuột phải kéo vô. Có nguyên cái tiểu hành tinh luôn rồi. Cái này đánh cận chiến hả? Bố láo này à. À này là môi trường thôi, mình có thể bay qua được chứ không phải là vật cản. Giật quá ta. Dính đạm cái là nó giật màn hình à. Lạm dụng như thế này không tốt luôn. Mất kiểm soát dữ lắm. Quá rồi. Thì sao mới quay là chúng ta đi một vòng rồi phòng thủ được. Phục hồi 2% máu. Thực ra cái icon này không nên mở ngoặc để ngoài sau, nó rất là bất tiện.
Tốt nhất là để thẳng vào trước luôn, ngay cái đầu dòng đầu tiên á, giống như thế này nè, đang làm rất tốt nè. Rồi phông chữ với mà một là viết thường hết, viết thường bình thường đó. Còn hai là viết in lên. Nếu như viết thường mà chữ nhỏ nữa thì đừng có xài cái phông như thế này, rất là khó đọc. Đây là dạng như mình tuyển dụng một cái hình viên đó. Một còn lại nè, sử dụng cái icon này là rất dễ bị kiện đó nha, ít hay nhiều thì cũng dễ lắm. Tôi chuyển qua cửa sổ cho nó đỡ giật. Này thì tăng cái chỉ số siêu lên, siêu sẽ hồi phục một. Qua màng thì siêu hồi máu không hồi, nên lấy máu vẫn ngon hơn. Nhưng mà khuyết điểm của nó là thu nhập tài nguyên bị giảm đi nào. Đây là cái chỉ số của mình rất là nhiều luôn. Thì như một những cái con mà Gogulai kết hợp với Bull Terrier bình thường á, thì nó quan trọng hơn mấy chỉ số này. Nhưng mà cái này tập trung vào hơi nhiều cái phòng thủ nha. Hết gì cuối còn lại rồi, không còn lại nào. Quá nhỏ luôn, chữ quá nhỏ luôn. Dạng như là Digon bay tầm tấn công tầm gần. Dù biết là cái phong cách đồ họa này nó hợp với phong chữ này nhưng mà khó nhìn quá. Mình còn 100 điểm à. Có gì con không ta? Đây gì con 20 đây, nhưng mà gì con xong cũng không đủ tiền. Nên để gì con xuống phía dưới. Tin up là dạng như nâng cấp đó. Mình có 4 lót nữa ta. Hiện tại 3 lót vui rồi. Đâu có gì, rồi đi luôn rồi. Đây chỗ này hiện lên anh nhấn chuột trái vô rất là khó nha. Bây giờ cái này sao đến nó hiện thông tin cho ta, thi thoảng bị lỗi kéo không được nè. Súng súng để đầu đây, nó có chữ hép hép là vô cứu nó à, ở gần nó 4 giây là được. Đường biên này thì dạng như cái dòng bo vậy, chúng ta hoạt động trong cái phạm vi nhỏ thôi. Mấy cái background này nên để mờ mờ, giống như cái vật cản này. Sắp hết giờ rồi. Lái tàu cũng khá là trơn nha. Tăng sát thương vật lý 600, được. Mình có 200. Cái này là dạng đạn dược. Này đây. Giá này nó có ảnh hưởng bởi chỉ số gì không ta? Go go go. Sao lại dùng cái dấu chết với ít kép cùng một vị trí vậy? Tức là bắt ra là sẽ bắt đầu màn chơi mới. Ngụ ý thiết kế chắc là gì? À, cái này nó cản đường đạn nên mới làm nó nổi bật vậy nè. Quái nó cũng bị cản đường đó luôn. Cảnh báo quá nhiệt. Cái rung lắc màn hình này là rất có hại nè nha. Đừng nói những người chơi bình thường, và nhất là những người mà nhạy cảm với ánh sáng hay là hình ảnh nào đó, họ rất là ghét cái sự rung lắc này.
giảm đi 400 tốc độ bắn, nhưng mà cái đòn tấn công của mình thì nó tăng thêm tí. Cái này tăng tài nguyên thu nhập. Trừ nhiều quá vậy ta. Biết là có ưu có nhược nhưng mà thế này thì khổ quá. Đổi tuyển được con này đúng không à? Giảm một cái anh tập bắn đi. Giảm luôn cái hitbox nữa à? Rồi. Hitbox là cái hộp thoại va chạm á. Giống như cái con này thì nó có khung va chạm gì. Giảm xuống thì chắc có thể nó giảm tỷ lệ phần trăm xuống. Hoặc là địch nó nhỏ lại. Không gần cho lắm, chọn cái mặt tiền nhất thôi. Quên lắp vô hoài đó. Có ai cần hép hép không? Đồ bắn đạn điện lan luôn à. Ba con hép luôn rồi. Trời, nó giật màn hình. Mỗi quay chỉ có mười mấy giây thôi. Sáu giây nữa hết máu rồi. Lấy tàu hơi khó, bị quá nhiệt rồi nè. Giảm 5% số lượng quân địch đi, nhưng mà tăng được 10% tài nguyên. Giảm cơ hội giết đi 5%, giết của mình thì gần như không có. Tăng cái phạm vi mà nhặt đồ lên 800. 800 phạm vi nhặt đồ thì hơi ít nha. Thường mấy game tôi chơi nó tăng cái chỉ số này khá nhiều luôn. Tại vì xét theo cái vòng tròn á, cái đường kính 8% nữa nó tăng lên chút xíu à. Lại được một cái tuyển dụng. Này giảm tốc độ di chuyển không ngon lắm, trừ nhiều quá, cộng ít mà trừ nhiều. Ủa hả, sao tuyển nhiều quá vậy ta, tuyển được hai thằng nữa nè. Giáp tăng tí sẽ thương dược lý, giảm 100 hùng thủ, bắn nhanh hơn, không còn lại nữa. Né tránh mình có chỉ số nào không? Hạn cái cáp thành này 60 bên đây chắc là cái hạn mức tối đa. Thiết kế gì dễ hiểu nè, mất công phải ghê vô đọc rồi phải ghi trong cái dòng đó nữa. Mới có ba quay mà được 7 con nè, dễ cánh tay rất là đẹp nha. Tuy nhiên nhìn nó nghiêng nghiêng mất trọng lực quá. Cái này dạng như là tăng năng lượng lên đó, 60 năng lượng. Cái năng lượng thì tôi chưa biết nó làm cái gì. Bên đây cũng không có đề cập đến năng lượng. Có thể là chỉ số di chuyển đó chẳng hạn. Thôi mua đại đi. Còn 82 tiền. Làm sao để mở được cái ô này? Bây giờ mình quá tải cái trọng lực rồi nè. Kệ nó, không quan tâm. Đây là cái thanh nhiệt của mình. Cảnh cáo quá nhiệt thì giờ làm sao cho nó hết cảnh cáo. À phải chạy fuel nữa, nãy giờ tôi không có xài. Mình đứng cứu mấy cưng rồi. Thất bại. Bye.
Thử lại lần nữa. Gì đây? À, cái module đầu tiên rồi. Chưa nhập nữa. Nha. Cái lần đầu kéo là nó hơi bị chệch nhịp luôn. Cận chiến à trời. Điều khiển hơi khó không biết. Nó trơn trơn. Dễ như anh em chụp bà tin nữa. Hỗ trợ 40 kg trọng lực. Lấy cái này thì nó đỡ bị quá nhiệt. Tiền đâu mua? Cái chỉ số đầu tiên là cái gì đó? Lấy đại đây. Đi thôi. Cái bay để đây gió đẹp. Nguyện quái rồi. Đau. Khó điều khiển quá. Công nhận tôi không hợp với mấy con game có tàu vũ trụ này thiệt. Rồi sắp hẹo rồi. Để giật màn hình coi gặp. Thử lại lần nữa đi. Phải kéo 3-4 lần mới được ở cái lần đầu tiên. Tôi nghĩ đó là một cái lỗi bớt á. Có cái mô đun kìa, lụm kịp không? Vừa kịp. À cái này mở rộng không có xây được hết cho ghi cua nhiều quá vậy. Đi chậm hơn tí. Sao cái dòng này nó lại màu đỏ? Tăng thêm 60 năng lượng. Không, cái này thì nó giảm tới 80 dâm đâm nhận luôn. Đâm ghi ra luôn. Vì con thứ phát. Đoạn này nó đạn phép mình nãy giờ tăng vô sát thương vật lý không à, nhưng mà thôi không bố ngang cũng bố dọc. Cái gì đây, hiệu ứng chém nè. Giật quá. Rồi hẹo luôn rồi. Game khó điều khiển mà. Thêm cái giật màn hình đó. Dù sao game này phải đầu tư thêm thời gian để chỉnh chu. Hiện tại thì tiến độ mới khoảng 30% tất cả cái vũ khí thôi. Game này còn phát triển thời gian nữa. Rồi. Nghĩ cũng hơi sớm nên tiếp tục God of Weapon. Con này cũng rất là hay nè. Giá cũng mà ổn quá ha. Chưa tới 300. Nó là một trong những đối thủ nặng ký mà anh em mà có thể so sánh với con mà Octopath Traveler. Con đó thì không có chỗ mạc này nên chưa có so được. Đầu tư rất chỉnh chu nha. Đây, nó là đối thủ đối trọng của hai game này. Mỗi game dưới cho khoảng 625 vậy, đã giảm 50%.
nhưng mà con này phong cách châu Á, bối cảnh Trung Hoa hơn, thì vẫn là chủ đề tu ti quen thuộc thôi. Đây cũng có cái bạch ti rất là nhiều người luôn, cực kỳ tích cực á, hầu hết là tích cực á. Sao đánh giá khắt khe nhau quá vậy mấy bạn, chắc lại ít đánh giá thôi. Hiện tại là có 5.000 người đang chơi, rất là khủng khiếp luôn. Đợt này nữa nhớ như là team Netfest nó mới tăng một cách chóng mặt vậy nè, 53 lên 21 xuống. Sao đánh giá phát keo như vậy? Để tôi đọc thử một vài bình luận tiêu cực thôi. Sau khi chạm trán với anh cúp đầu tiên, có một lựa chọn hành động tốt nhất là chia tay cuộc chiến, nhấn ít kép để chú hương, nhưng thoát khỏi cuộc trò chuyện mà không suy nghĩ. Sau đó là không thấy hay... à, cái này nói chung là lối bết thôi. Bết đầu game. Bên mấy cái bết này thì nhà phát hành chịu là fix được rồi. Đây nè, có nhà phát hành đã trả lời luôn rồi. Dev đã trả lời nhầm, không có nhà phát hành. Đặt cái tên độc đáo hả? Đó. Thì nói chung những cái bình luận tiêu cực như thế này anh em có thể chấp nhận bỏ qua được, nếu như là Dev có tâm, nhất là cái giai đoạn đầu tiên phát hành nè, rất là tương tác hả, 2 giờ chơi. Cái tương tác đã ảnh hưởng đến gameplay đó. Đúng không? Dí tài xí ảo cành già hảo lên quấy phải nó chủ trì ra du hồn. Xí ảo bay quen dĩ sàn dài xỉn dầu cuốn đè di dụ. Phòng chữ quá nhỏ. Cũng biết quảng cáo như một vở kịch lời thoại giống như dân bản màu trắng. Cốt truyện thì trong lần mới cảm giác như học sinh cấp 2 với kịch bản do thực. Thì cái vấn đề này, cái vấn đề trong rất nhiều game của mấy anh Trung Hoa luôn, xem cả phim đó. Phim Trung Quốc thì bây giờ đầy dẫy luôn, đều mắc vào một cái lỗi chung như thế. Đó là kịch bản là xào nấu là được cái hình đầu tiên là ná ná như thế này không nè. Đó, một cái khuyết điểm của mấy anh Trung Hoa là khó khắc phục. Đúng rồi đó. Khúc này lúc cái đoạn người chơi demo cũng thắc mắc nè, mình bất tỉnh nằm mấy ngày tỉnh dậy thì thấy thằng nhỏ nó chăm cho mình mà không nói một tiếng cảm ơn. Nói chung thì cốt truyện nó hơi gàn buồn tí, về mặt chiều sâu thì cũng hên xui lắm. Thanh niên 0.1 giờ chơi mà bình luận bao nhiêu đây đó hả? Cái này nói về cái tùy chỉnh đồ họa rồi. Cái chữ vẫn là khó đọc. Tôi cũng viết một cái bài viết khá dài về cái vụ mà phông chữ Trung Hoa đó. Design cái phông chữ Trung Hoa ra tiếng Anh nó rất là khó luôn. Cái này dùng chung app set. 1 giờ đó. Này thiết kế cũng khá là buồn cười, chỉ đánh thì có một hướng thôi, không ai đa hướng được. Nhìn chung game này phải để thời gian trả lời mới được. Coi nó còn gì không, hàng này thì giảm giá. Con này thì tôi nghĩ nó sao chép clone trắng trọn của mà Exit bên gần. Tờ hôm bên đời nhanh quá ha, lên một cái bài về Godot liền luôn nè. Khi mà cộng đồng Unity người ta tẩy chay quá nhiều, lên án về hành vi của Unity quá, thì bắt đầu người ta chuyển hướng. Cái định hướng đầu tiên người ta là qua Godot là thứ nhất, thứ hai là Unreal Engine, 2
hay đối trọng trực tiếp với Unity luôn. Giờ không Binder là lên bài đúng kịp luôn rồi. Bên Unreal á, người ta dùng C cộng cộng, còn bên mà Unity đa số là C sharp, C thăng á, C cái dấu thăng á, dấu sẹt, hay cái sẹt ngang hay cái sẹt dọc á. Game này cũng mới ra, được kỳ vọng rất là cao luôn, giá cũng rất là rẻ nữa. Có thời gian tôi sẽ thử qua game đó. Game này thể loại xây dựng. Game này cũng ổn áp lắm nè. Rồi giá giảm giảm được thì tôi mua để dành. Không thời gian chơi. Game go. Đó, anh em nhìn nó rất là giống. À không, không phải con game này, tôi nhầm qua con game kia rồi. Con này không giống Dead Stranding gần cho lắm. Chỉ hơi giống rồi. Hồi bữa có con một con nó giống gần như Dead Stranding gần luôn mà không biết phải con này không. Trước mắt thì chưa phải con này thuộc dạng thế bài không. Cũng được, có thời gian rảnh thử. Đây game này thanh niên lười lười nè. Chủ yếu là phiêu lưu khám phá giải đố. Game này lần trước tôi đã làm nhắc đến nó rất là nhiều trong cái video tháng 9 này vậy. Giờ game ra mắt này 2.000 follow, giá rất rẻ luôn, nhưng mà chỉ có 7 người chơi thôi. Chắc follow này follow ảo. Chứ thực ra con số 2.000 follow này á, thì cái số lượng người chơi nó gấp 10 lần, ít ít nhất gấp 10 lần, nhất là cái mức giá nó rẻ như gì nữa. Mức giá này thì ngang ngang với con mà God of Heaven tôi đang chơi nè. Bạn em nhìn con God of Heaven nó vẫn đang chém chệ chứ mà thấp trên đỉnh đó. Follow nó chỉ hơn con này có 1.000 thôi. Đó, con này follow 2.300, con kia follow 1.000 thôi. Giá cũng xem cho nó. Cái follow này nó khác Quizlet nha. Anh em mà muốn cập nhật thông tin về con game á, anh em nhấn vô nút follow bên cạnh nút Quizlet nè. Còn bình thường anh em muốn mà chỉ biết thông tin game cơ bản thôi, nhấn Quizlet là đủ. Bởi vì nhấn follow là con số nó chân thực hơn rất là nhiều. Hiện tại thì mới chỉ có hai cái đánh giá mà thuộc dạng team key nữa. Team key thì đánh giá như thế này là không được, không được tính vào cái đánh giá tổng trên này. Giờ này vẫn Elite Upset rồi, thôi vô game lướt lướt không tin game bữa nay gì đủ rồi. Thương thủ đi, hiệp sĩ, mang gợ, nữ tu, thực sĩ. Thương thủ, vật phẩm khởi đầu là cán dài. Khoan khoan khoan, đọc lại cái thương thủ nó làm sao. À, mở được cái gì trong này nè, tôi sẽ vô nâng cấp luôn. Đọc lại cái thương thủ này. Thương thủ cái nghề của nó là tăng 30% tốc độ di chuyển mặc định, 30 luôn chứ không phải 30% nào. Cộng trực tiếp luôn, vậy là di chuyển rất nhanh. 1% sát thương cho mỗi 2 tốc độ di chuyển, vậy là 15% sát thương rồi. 15 sát sức kéo dài. Giảm né tránh. Rồi ok, mình sẽ tập trung vào vũ khí kéo dài, vật phẩm khởi đầu của mình. Tăng vũ khí liền kề 100 tốc độ tấn công cho mỗi 100 tốc độ di chuyển. Mình được 30 di chuyển là rất nhanh luôn. 10 tâm đánh là mỗi vũ khí dài bên cạnh. Vật phẩm chuyển động liền kề, tăng thêm 1% tốc độ di chuyển. Làm sao ta? Tức là mấy cái vật phẩm liên quan đến cái hệ số chuyển động có giữ chuyển động trong đó đó. Vậy như tốc độ di chuyển quá. Thì sẽ tăng thêm được 1%. Thanh niên này bị trừ giáp cái gì mà. Ủa trừ né tránh hay gì mà nên đứng yên nữa hên xui lắm nha. Hút máu. Mình đôi chắc bắt đầu với cái này đi. Độ khó thì 3 luôn. Ok, chúng ta tăng lại cái bảng điểm này nha. Đó, phạm vi nhặt đồ này chắc cũng rất là cần thiết. Diện tích túi đồ rất là gần luôn.
ngăn để đồ tạm bổ sung là sao? Là hình như là cái ngăn ở phía dưới này khi mình đặt đồ ra ngoài á. Mình thì con này chắc là cận chiến nên ưu tiên hết vào điểm này, còn lại 37 điểm. Vô đây chế đồ gì đây, bụi hóa lớn tăng được bao đồ nhưng mà hai cái địch cũng được 5 cổ hạch với một chìa khóa. Tôi nghĩ cái cổ hạch về sau dễ farm hơn là chìa khóa. Mắt bảo không được, con này không có giảm tốc độ di chuyển được. Cái này thì cho mấy anh em mà xạ thủ, chừng nào đi chơi xạ thủ rồi các bạn bui cái điểm đó này được, quá ngon, quá nhiều chỉ số luôn. Cái này thì nó bui khá là đều, vừa cận chiến vừa ma lực vừa giật phóng. Mưa băng, pháp sư, máu, kinh nghiệm, tài nguyên 5% hả? Cái vũ khí nào dài dài không? À nó có cái hệ số màu đây, mấy cái này đồ vàng nha. Mũi tên hả? Giật phóng, 8 giật phóng. Mà nó có bao à? Súng luôn hả? À nó nhầm. Xúc sắc này tím thôi, cái này vàng. Né tấn công là giáp. Hút máu. Giảm máu cũng được. Được được, cái này được. Hai cái này đều được. Cái này có ba, có ba quốc đi. Bộ bài đó 10 luôn, mắc quá. 13 ở mỗi cấp độ nha, tức là lấy cái này là gũi goi dữ lắm đó, quá ngon. Tôi còn quả cầu nãy chưa coi, quả cầu là giáp pháp sư rồi, cái này cũng ngon đó nè, nhưng mà trừ máu hơi thốn tí đó. Đây đây đây, cán dài đấy, cán dài hãy phép hả? Mạnh mẽ đau không, nhịp phóng không, tôi đang chơi con này nên phải bui cái này. Hết điểm rồi, chỉ số may mắn khá là quan trọng đó nha. À khi mình đủ điểm nó mới hiển thị ra. Thôi chúng ta tiếp tục. Đang độ khó 3 đó chứ không phải là trò chơi đâu. À nó đâm theo chiều dọc nên là canh cái hướng quái nó ghét bao ra, mình chọn sao cho nó dính được, xuyên qua nhiều con. Đó, đâm thẳng hàng vô. Cố gắng lên được 3 level đầu ở cấp 1 đi. Này chơi nó tắt tăng theo chiều ngang rồi. Rồi không có cái nào mình xài được luôn đó. Đây 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 đây, hai cái luôn à. Kéo dài 5 ô à. Này 50 tiền nữa. Cho độ mắc như vậy. Rồi sao lắp thêm cây nữa. Này thì mũi. Chịu tử long xin giao. Đam cũng cao hết đó chứ, chọt vát tắm mấy đam luôn rồi. Lên level nữa. Tăng cái ngàn đi. Tí nữa có 6 ô mình còn lấp liếm được.
trừ 300 né tránh. Né tránh mình trừ 15 rồi. Trừ 15 thì lo làm gì đó. Giảm tốc độ di chuyển không được. Còn mình tốc độ di chuyển rất là quan trọng luôn. Cái nữa nè. Thêm thùng mỗi tầng. Được. Nhưng mà làm gì có chỗ lắp. Như thế này thì nó mất cái hiệu ứng ở trên. Chứ lại mất 10 đầm đánh cho cái cây dưới. Ok đây. Cái con này vũ khí nó tốn nhiều lót dữ lắm nha. Nhưng mà nó dạng nó thẳng thẳng là dễ xếp hơn. Đi quái cũng gọn gàng quá nữa. Hút máu cán dài năm ô xỉa lên hả? Ở đâu trên xỉa xuống. Đặt gì được hai cây cũng được. Tốc độ di chuyển lấy. Đặt ở đây để nó ké được cái hiệu ứng của cái này nè. Mình vẫn cần thêm một cây nữa. Cây này 6 ô. Tối thiểu mình cần hai cấp nữa. Nếu như mình bán món này thì con phát thôi. Lên cấp, lên cấp. Lên khoảng 3-4 cấp nữa thì mình lắp được dây thun nữa luôn. Con này tầm đánh cũng rất là cần thiết nữa. Bất tử rồi, còn khoảng 5 giây mình nhập. Trừ tốc độ di chuyển thì mình không nên sử dụng. Cái này đau hút máu hả? Đâu, không phải cái cán dài á. Nếu mình xây dọc lên, dọc cái này lên, thằng này xây ngang lại thì vẫn là thằng này sẽ ăn được cái hiệu ứng của cái móng ngựa này. Đó. Cái móng ngựa này thì tối đa nó chỉ có là chạm được 4 thằng thôi.
Mất một giáp cũng hơi thốn đó nha. Rồi, nó cháy ra màu đỏ thôi, tính đâu là cái đồ đỏ. Mạnh mẽ ổn định, kéo dài đây. Này cũng rất cần thiết nè. Cái này phải để gần cái vũ khí màu trắng nó mới mà cộng được chỉ số vô. Tí nữa đi, tí nữa tôi sẽ đầu mở cái khu dưới. Phá cái này chưa? Rồi ok. Game này tôi có một điểm tôi khá là ghét đó là design cái map nó có mấy cái vật cản với mấy cái cạm bẫy. Mình tập trung mình né đòn là muốn học máu rồi. Mới tầng 5 mà quái tay dài nó ra rồi. Bùng. Mình tập trung mình mở khu dưới đi, lên được con cấp 1 mà. Cầm tạm đi tí nữa bác. Đây 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 đây. Mấy con slime này nó nhỏ nhỏ nhìn khó chịu hết, giết xong lại đẻ ra hai ba con. Lên được hai level rồi. Thằng này 5 cộng 1 thì kiến chờ hơi môn nữa. Mất 4 máu à, cũng được. Thấy luôn. Cái máu mình quá thấp á, về sau có một cái lối chủ động nó ra rất là nhiều cái bình thuốc giảm cái máu tối đa xuống dưới 50 nhưng mà được thêm một lần hồi sinh, nên mình tập trung bôi giáp và hút máu nhiều hơn là bôi máu. Nãy gì đỏ đỏ vậy? Cây này nhiều quá thấy cũng không ngon lắm, tốt nhất nên duy trì khoảng 2 cây được rồi. Khoan khoan khoan, nhưng mà DPS nó vẫn cao hơn cái giáo này. Cái giáo này giữ để tăng tầm đánh cũng được. Cái này cũng kén dài nữa ta, cây này có bộ ngầu lòi luôn nào. Lấy cái dưới vẫn hơn. 10 tầm xa hơi thốn nha.
Giảm tốc độ di chuyển không lấy được. Tí nữa sẽ thay bằng cây liềm này 6x2, mình cần hai ô dưới. Ok, cái quay này thì tập trung giết mấy con màu đỏ trước, tại nó đánh xa thì đạn nó đuổi theo mục tiêu, nó rất là khó chịu luôn. Quay này mới có hai lỗi quái mà thấy chua chua đó. Hút máu đi. Rồi giảm 200 tốc độ di chuyển nguy hiểm lắm. Cái này dạng đau á, cái này cái thuộc về dạng đau á. Giáp mình có 6 giáp. Tốc độ tấn công cũng rất là quan trọng nha. Bóc đi, vào sau ra lấy luôn. Lũ đảng nó ra cái này màu xanh không vậy? Đi thôi. Con này tôi nghĩ 6 đến 7 vũ khí là hợp. Ồ, hai cái lên cấp luôn. Lên được 3 level luôn rồi. Tôi nhớ có cái vật phẩm nào nó cộng mà cái may mắn theo tốc độ di chuyển á, thì mình nên giữ đến khi có cái vật phẩm đó mình chuyển cái tốc độ của mình thành cái may mắn, là cũng khoảng 50-60 điểm may mắn á, lúc đó là hy vọng gì gold đồ nó ra ngon hơn. Trời, lên cấp liên tục vậy, mở được 10 ô luôn nè. Không cần đâu, thấy cái này vẫn ngon hơn. Đi. 6 ô hả? Bán hai món.
Cái này bán đi, chừng nào có ba cái nhiều đồ giáp thì mình lấy vô. Nên làm Gigon bằng cái nút đi, đỡ công gây chuột lên xuống. Mấy thằng lười như tôi. Tăng vào sát thương cũng được, tốc độ di chuyển cũng được luôn. Cái này như mình mới ghé ngày nãy phải không ta? Này 4 ô một cấp nữa. Cái này để đây thì nó ké được cái hiệu ứng của cái đấu thương này, nó liên quan đến tốc độ di chuyển. Tôi rồi coi còn món nào nữa không, cái này nữa nè, cái này tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển đây. Rồi ok, ké được món nữa. Tốc độ của kẻ địch thì có tính không ta? À không rồi, nó dính với cái đầu vô đây. Cái xét nãy nó chiếu xuống đây hả? Đó, xét đánh rồi. Nè, con quái của Tú nè. Đau. Dính cái vật cản khó chịu dữ thiệt. Máu, tôi cần máu. Máu kìa, máu kìa. Con quái ưu tú rồi, chết chưa? Cái này thêm thùng á, thêm thùng thì nó không cần, nó gần đó. Này chữ T. Cái sức bổ kích mình thấp đó, đó. Đây 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 đây, nhưng mà hai địch tinh anh luôn, dừng chơi sợ gì. Ôi ơi. AD AB luôn à. Đã quá.
Một con chết hay gì gần, tôi nghe tiếng nó kêu á. Còn mỗi Yasuo lướt lướt thôi. Rồi hai con đi rồi. 5 giây, cắn. Đây tốc độ di chuyển thêm cái địch. Không sao. Trừ 3% sát thương cho mỗi vũ khí và vật phẩm từ bậc 3 trở xuống. Cái này là món đồ cho đại gia thôi. Nhà nghèo như tôi thì không dám gớ rồi. Bỏ cái hút máu này được không ta? Máu mình chín. Cận chiến sát thương trừ 3 may mắn cũng được. Đai lưng ba ô mất hai giáp. Đây 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 đây. Cái coi ai tầm của mình đây. Nhưng mà cái này phải bùi cái tốc độ né tránh lên nữa. Cái này nhìn cùi nhưng mà nó cộng tốc độ di chuyển của mình là nó cộng vào mà cận chiến nữa nha. Sát thương của nó là 62 nè. Bỏ cái này ra. Đó nó còn 60 à. Tức là nó vừa chỉ đi nhanh mà nó lại vừa cộng thêm cái kia nữa nên tôi không muốn bỏ cái đó ra cho lắm. Cái này phải đưa lên vị trí nào bây giờ? À cái này nằm đây cũng không được. Này để dời cái này xuống. Cái nào đồ giáp thì đưa lên đây. Đây giáp đưa lên. Bây giờ giáp mình đang trừ 7. Đưa ra trừ 6. Tức là anh không tính với đồ giáp trừ à? Tính với giáp cộng thôi à? Toàn chưa giáp không ạ? Nhưng mà thử coi. Không tính luôn. Phát nữa. Tí nữa mình sẽ lấy cái này. 3 ô. 7 ô nó 10 ô. 10 ô thì sẽ bán bớt một cái này. Ủa quên, cái này phải để lên nữa chứ.
Đây, còn cái này bao không? Chắc nhét ở đây. Những cái đồ trên này đồ xịn sẽ giữ lại, những cái đồ dưới này là những đồ có thể bán đó, năm món này là có thể bán, cái này cũng có thể luôn, còn giấy này sớm muộn cũng bán thôi. Rồi đi tiếp, trời nó chọt chưa. Giá 20 máu. Con nào vậy? Đảo nha. Một cấp. Hai chục máu luôn nên mình không có sợ nữa, lao thẳng vô quái đi. Ủa quên, quên để cái cờ lên trên chứ. Đó, gì cũng có tác dụng. Đây nè, cái đồ này khi chỉ số máu mình thấp thấp mình xài được, người máu tôi lên cao quá. Gì đây? Nó ra đồ tiếp mà đồ gì không à, cộng số 8 mà không trừ 4% tốc độ di chuyển rất là quan trọng luôn. Điều này mình có cái hai rồi, đó vải tình lành tình tí tình trùng gì ở đây hết. Cái này rất là cần thiết nha. Những đồ liên quan tới giáp tí nữa mình sẽ để lên trên này. Có khi dời nó xuống đây luôn á. Ghé mua cái này luôn á. Để rồi bán này đi. Hai giày nó có sẽ tắt nhau không? Hai giày nó sẽ tắt nhau không ta? Có thì tôi sẽ bán luôn cái này. Tại chỉ số giáp mình khá là quan trọng. Nhưng mà sao giáp chữ 17 luôn trời. Này nó không sẽ tắt với giáp, nó chỉ dính tốc độ di chuyển này thôi.
Phân vân quá. Ủa, cái này cũng tốc độ di chuyển nữa cộng 10 tầm đánh thì tập trung vô bốn món này. Cái này không liên quan tốc độ di chuyển. Cái này thì có. Cái này không, cái này có. Vậy giờ này đi. Chữ T này nhé, đây. T này để đây cho nó đụng cái này là được. Ủa, cái này liên quan tốc độ di chuyển đâu, cái này mới liên quan đó. Bỏ cái kích này xuống thì nó mất 10 đầm đánh, uổng lắm. Khó xử nha. Mất 10 đâm đánh là rất là quan trọng á, nhưng mà chỉ có cái vũ khí nào hy sinh đi. Này dính tốc độ di chuyển nè, tốc độ di chuyển rồi nè. Tôi bán thêm món nữa thì lắp được cái hai đôi giày luôn, nhưng mà thôi. Ba trăm bốn mươi sáu năm cả quái tinh anh đây là hai con tinh anh luôn rồi. À quên, nãy mình đúng bình thuốc, một con đi rồi, hai con đi luôn rồi. Border Kaiser ra đây. Đâm con này con nhận là cao phết, đánh cũng nhanh nữa, tầm đánh cũng xa nữa, vui thêm tí hút máu nữa. Hiện tại mình đang thừa đam đó, chấp chấp. Gì đây? Nhiều cây đinh ba bay từ mặt đất xung quanh kẻ thù. Chắc tôi bỏ cái này. Gây sốc hả? Gây sốc thì đánh boss của bộ ngon à, nhưng mà nó lại là hệ phép. Cây này cũng phép nữa. Phép ngoài cộng ma lực thì có cái béo gì đâu. Cái này đang dính đến món nhiều món đồ di chuyển lắm, không bỏ được. Nhiều đỏ. Long huyết. Cảnh. Đồng xu. Cánh là ba ô. Tôi nghĩ là sẽ bỏ cái thùng.
chưa có quá phát huy được tác dụng của cái cổng giáp này nè. Chỉ số giáp mình nó âm kinh quá. Đâu? Tin ba gì đâu? À đây đó hả? Báo rồi vậy? Thành từ cái đơn mục tiêu xuyên thẳng thành ao e mẹ luôn rồi. Bá đạo luôn. Ấy. Mấy con một mắt. Giờ bắt đầu ít thùng quá rồi đó. Tự tin giết boss được rồi nha. Đam lên 400 luôn rồi. 396. Rồi boss bọng gì đâu ra đây. Cũng được. Lấy cái này không ta? Sẽ thương mình 249 vãi đáy. Năm cận chiến cộng 300 xét thường cũng ngon nữa. Tốc độ tấn công chỉ có 8 thôi. Bắt đầu bán bớt mấy cái đồ trừ giáp này đi. Mấy cái sừng luôn không? Phần trăm sát thương 267 và tức là hiện tại đang là 277 nè, 268, 267, 277. Một cái này nó tăng tới 10 sát thương nữa nè, lại thêm một may mắn nữa. Đó 4 đặt ở đây nữa là 5. Đù. Cái này phải dời vị trí hai cái này nè. Tôi nghiên cứu kiếm đường dời á. Nhưng mà cái này thì nó lại mất. Ở đâu giờ cái này lên đậm méo vậy? Giờ cái cây tím nó lên mới đúng chứ. Cây này cũng khá là cùi nha. Chủ yếu là để đánh boss thôi. Mặt nạ này hai ô mà cái cờ này có tốc độ di chuyển nữa, phải để ở dưới nào. Ủa cái này cũng tốc độ di chuyển đâu mà đâu phải để đó được.
Ê. Rồi ok. Còn nào tốc độ di chuyển không? À còn cái này. Cái này cũng tốc độ di chuyển nữa nè. Rồi, như đậu á. Thì tiếp đó, đi. Đam gì quá cao rồi. 46 đam luôn rồi. Rồi hai quái tinh anh rồi. Rồi, vạt nhỏ 500 đam. Chưa bao giờ thấy cái lát nào bá đạo như cái lát này. Gọi chưa bao giờ cho nó nghe sâu xa tí thì ra mới chơi cái vài buổi. Lên cấp nơi. Cái này mấy con quái là thể loại sinh tồn, không phải là mình là sinh tồn nữa. Còn 5 tầng nữa mới boss rồi. Cái này không được, trừ 1% sát thương cho mỗi 1% tốc độ di chuyển. Lại cái giáo xét, giáo xét mình không cần. Tăng máu với phục hồi giảm giáp không được, dù sao giáp đã tới đáy rồi. Cây cây dù tăng tốc độ di chuyển ngon. 297 rồi, gán lên 300 rồi. Gì đây? Đi. 297 mà xếp khéo khéo lên 300 á. Cái cục này phải đưa lên gần cái giáo nè. Đó, giáp mình đang trừ 15. Lý gì nó cộng. Đến đây là trừ 18 mà để đây trừ 15. Có nào liên quan đến giáp không? Toàn giáp trừ luôn mà không có giáp cộng. Thôi, nhắc cái gì vô. Còn kẹt cái này nè. Cục này nhét vô đâu được ta?
Rồi đi thôi, không cần đâu. Đâu quái tinh anh đâu. Rồi, chọn nhỏ bay màu luôn. Tinh này nó còn nhanh hơn tinh trùng nữa. Tinh anh, tinh nhẹ, tinh hoa, tinh tí. Nói về con nhện trong game này thì tạo hình nhìn cũng đẹp đó, nhưng mà rất là nhiều game thủ sợ nhện nha. Thậm chí con game như Hogwarts Galaxy, con game về chủ đề cái mà đề tài Harry Potter cũng ra một nguyên một cái bản update chỉ để loại bỏ mấy con nhện đáng sợ. Game thủ người ta sợ nhện nhiều lắm, gắn ghét côn trùng thì cũng có nhưng mà không nhiều bằng nhện. Côn trùng thì nói chung thôi. Ê, hút máu hả? Hút máu là bộ ngon nha. Đi dục đại cái này đi luôn á. Ấy, tủ đáng bấm mua đi bấm đổi. Đây nè, cái đồng hồ Haco nè, chỉ số may mắn của tôi đang là -5. Quốc cái vô hành 80. Đó. Một pha chơi ngu. Phải đấy thì giờ mất tiêu cái món đó luôn rồi. Đời. Phải thay một cây vũ khí vô bù đắp nè. Không thôi bỏ luôn đi. Màu xanh giờ mua làm gì nữa. Đây nè, đây nè. Cái gì đây? Sáu trăm tiền. Bây giờ phải tắt hiệu ứng cho cây này nữa, vậy là 246 2 336 là đủ rồi đó. Ok, trừ 5 giáp để đó nó có tác dụng không ta? Không, cái này chỉ là tính với giáp cộng thôi.
cái đồng hồ phải để vô đây cái nữa. Phục hồi á, phục hồi mình 22. Này có 25 vàng à, mua không? Mua thì cũng được. Nên mua không ta? Mua để đây nè. Còn 3 ô nữa, cố gắng sắp xếp là nhét được cái 6 vô à. Mua đi, mấy giao sau có khi xài. Rồi ok, tắt được 4 cái. Cái này tí nữa bán luôn. Càng về sau thì mấy cái thùng nó càng khó. Nhưng mà may mắn mình cao rồi, mình nên giữ lại tí. 80 điểm may mắn mà. Hình như con quái tinh anh vừa chết mà tôi chưa thấy mặt nó luôn. Chết con nữa rồi kìa. Đầy bót ra chắc bót nó ngồi nó khóc. Con nào mà nó chém gió như da xua vậy ta? Thật ra cái thêm thùng ở mỗi tầng á thì tôi không biết nó thêm theo cái giới hạn thời gian hay là nó cộng sẵn từ đầu luôn, tại về sau mấy cái tầng cao á mình đi thời gian tốn cả phút lận. Thì nếu như nó tính theo thời gian thì cái thêm thùng mỗi tầng như cái này đó. Thì cái thêm thùng mỗi tầng như cái này á, nếu như nó tính theo thời gian á thì về sau sẽ rất là có lợi. Còn ban đầu thì hơi lỗ một tí thôi. Giáp trừ 20 cộng cái gì mà cộng. Tôi muốn cái ghiều này cũng được cái hiệu ứng của hút máu nữa. À giáp, giáp để đây. Giáp trừ 15, để đây trừ 12. Cánh với cờ luôn hả? Cánh với cờ luôn cũng ngon phết đó. Phiếu giảm giá để ra ngoài không phải anh nữa, mua luôn. Nhưng mà mình hết đặt gần được cái chỗ này.
Mấy ô? 7 ô đúng không? 6 ô. Sáu ô đục hai ô trên này đó. À, không. Không cần. Giờ sao đủ. Giờ sao tôi bán về thương rồi đi. $945. 1.283. 1.281. Giờ chỉ có khi là mình bị sốc đam chết thôi. Hút máu cũng hơi kém. Cái này mà có đồ bất tử đau vô con boss á, chứ lại gần nó cũng hên xui đó. Mày bán được nè. Từng sau từng cuối rồi. Đi, đi, đi. Anh em thấy 107 may mắn chưa? Từ sau 19 là chưa tới 20. Tăng vô tốc độ di chuyển 112 may mắn này. Giờ này thì còn kinh nghiệm nhận được gì nữa. Né tránh. Phải lơ. Nó cộng cái đéo nào ra được 132 trăm vậy. Không, nó cộng từ mấy cái gì mà nó dùng nhiều dòng nãy giờ tôi không để ý mà. Chơi luôn, thấy đẹp đâu mua khúc máu, khúc máu mình 32. Quất luôn á, 150 à, trời ơi, giờ còn kinh nghiệm nữa, kinh nghiệm nào. Gì cùi cùi không xúc luôn. Hay là xúc cái này luôn ta. Giờ còn đồ trắng giữ lại cũng hơi kỳ. Xúc lấy cái này thứ. Giao sau 19 này. Thầy đầu phá lại giao. Chứ tôi cũng chả muốn bỏ cái này lắm. Bỏ ra nó tụt tới 8% sát thương nữa nè. Nhưng mà phải lấy gắn vô thử gao coi nó làm sao chứ. Mất 1% máu mỗi giây. Ừ, cũng giao hai lưỡi quá. Rồi hút máu bù lại cũng chả sao, 1% mà mới 100 sáu mấy nó tính tới 2 nữa, làm tròn kiểu này hơi bị sai nha.
quái ưu tú cái gì lên được ngàn đá máy đam đều đều không bỏ mà anh em máu hút chứ không ngon à, mình mỏng lắm. Cái này bôi cho pháp sư máu ít thì còn ngon, hoặc là mấy thằng giáp châu á. Lên dữ không ta, trừ 2 máu mỗi giây á. Gào sau gào cuối không sợ. Mua cái đó vô thì mình không thể đặt được vô cái chỗ này để nó chạm vô. Vì tính ra mua cái này nó vẫn không lợi bằng cái cục này. Giờ may mắn mình không cần nè. Không, áo nó cũng tăng nhiều lắm. Tốc độ di chuyển mình quá cao rồi. Này mua không ta? Rồi, dần chơi đang mạnh mẽ. Bệnh di cử. Mặc dù rau cuối thì nó không cần cho lắm. Giáp đen trừ 12. Để ra để vô cái mất 40 máu lựu đạn cái trái tim này. Sức khỏe giảm xuống 1. Nơi gạo sao boss rồi. Mấy cái cờ này bây giờ không cần nữa. Tại vì tốc độ di chuyển của mình nó quá cao rồi, nó đạt cái ngách luôn rồi, né tránh cũng vậy nữa. Đâu quên, tốc độ di chuyển nó cộng sát thương mình mà. Mua lại. Giáp đang trừ 7, để đây trừ 12, để cái này lên. Trừ 9. Tụt xuống 2 ô nữa. Cũng không tới dụng. Nào không xài không ta, đồ mình xịn sò quá, bỏ ra uống, có bán thì tôi sẽ bán cái này.
427, 430. Đó, ba món chạm được vô cây rìu rồi. Được, còn trừ 4, không bị âm. Nhưng mà bốn món thì khó. Thôi, đi thôi. Tôi coi con boss đánh được boss không, không thấy đánh được boss đâu mà coi boss sống được bao lâu. Chắc 20 giây, 10, 27 giây. Ủa, 17 giây. Ok, xong rồi, độ khó 3. Thì hôm sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến gọi khó 4. Thì cũng chơi lát khác thôi. Chứ lát này nó mạnh quá rồi. Ok, bye bye anh em. Giờ đi làm.